Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn một chiếc xe Honda Futurus 125, máy xe màu xám nhám, đen nhám, cực kỳ đẹp. Đây, mình sẽ lướt qua một vòng cho các bạn xem nhé. Cửa hàng mình nằm ở ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại là 0977355248. Cửa hàng mình có vận chuyển xe toàn quốc, Bắc Trung Nam đều chuyển được hết nha các bạn. Có mua bán trao đổi các loại xe. Biển 59V3-34498 này, cái ba ga cái này mình đi đựng đồ này kia đều được hết này. Mình sẽ quay chi tiết cho bạn xem nó rất kỹ này. Vỏ này, vỏ còn mới còn dày nha anh em, nhông xích còn mới nha, chạy ok. Đấy, dàn sơn đẹp này, nói chung dàn áo đẹp nhá, không chảy xước. Đó, máy móc sáng trưng, máy zin xe êm. Đó, xe sạch sẽ đẹp đẽ nhá. Vỏ trước còn mới nha. Nói chung là xe này mua về đi nó không phải làm gì nhá. Tháng thiết ok, tháng trước tháng sau đều đang xài được hết. Máy móc sạch sẽ, khô ráp. Dàn sơn đẹp, không chảy xước. Máy thì thầm mùa xuân nhé. Rồi, ok. Điện đèn kèn đề đầy đủ. Các bạn xem nhấn kênh đăng ký theo dõi các clip tiếp theo nhé. Nhà còn rất nhiều xe nha anh em.